Tiểu Tịch, em sao vậy? Cũng không nói chuyện. Không có gì. Hôm nay em như người mất hồn vậy. Là gặp phải chuyện gì sao? Quốc Tây Châu, anh với Quốc Bắc Thành là anh em ruột. Vậy sao anh lại hận anh ấy vậy chứ? Chính là vì chuyện này sao? Em muốn biết, anh có thể nói với em không? Giờ em làm bạn gái anh, biết cũng không sao cả. Anh hận anh ta vì anh ta giết chết mẹ anh. Nếu đổi lại là em thì em có hận không? Chuyện này không thể nào. Anh ấy không phải người như vậy. Sao lại không thể chứ? Anh tận mắt chứng kiến. Trên người mẹ anh chảy máu, tay anh ta cầm dao. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Anh ta đã tự mình thừa nhận rồi. Cố Nhan Tịch, em là bạn gái anh, vậy mà cứ bảo vệ anh ta. Có phải em vẫn không quên được anh ta? Để đến khi em hiểu rõ được vị trí của bản thân. Hôm nay đến đây thôi. Hy vọng lần sau khi ở cùng em, đừng nhắc đến những chủ đề mất vui như vậy nữa. Cái này, toàn bộ tài liệu liên quan đến Bảo Nhi. Lúc Bảo Nhi mới sinh ra, đã bị người cha trọng nam khinh nữ của cô ấy vứt vào trong núi. Sau đó được một người đàn ông độc thân làng bên cạnh nhận về nuôi. Người đàn ông đó thường xuyên động chân tay với cô ấy. Vào năm cô ấy 15 tuổi, cô ấy không thể chịu đựng được nữa, chạy trốn khỏi đó. Sau này, cô ấy gặp được người đàn ông Đặng Gia Hòa, lừa cô ấy vào chỗ buôn người. Cô ấy chưa từng nói với tôi những chuyện này. Tôi đều không biết. Cô ấy lại sống khổ sở như vậy. Chuyện sau này chắc em cũng có thể tưởng tượng ra rồi. Cô ấy cũng nhận ra bản thân bị lừa, luôn muốn chạy ra ngoài, nhưng mỗi lần đều bị bắt lại. Nhẹ thì bị đánh một trận, nặng thì... Chính là như vậy. Cô ấy bị kiểm soát 6 năm, cho đến khi cảnh sát phá tan chỗ đó, chỗ buôn người đó. Nhưng Đặng Gia Hòa sớm đã có chuẩn bị, hắn ta chạy rồi, đẩy hết tội cho một mình Bảo Nhi. Mà Bảo Nhi cũng vì chuyện đó mà vào tù. Tên Đặng Gia Hòa này bây giờ vẫn còn sống chứ? Vẫn sống. Đầu tư kiếm được rất nhiều tiền. Tôi phải trả thù thay cho Bảo Nhi. Tôi phải bắt hắn ta trả giá. Cần tôi giúp cô không? Quốc Bắc Thành, sao lại giúp tôi? Tôi đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Vậy nên tôi muốn có thể bù đắp chút một. Em yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu em báo đáp đâu. Tôi chỉ là đơn thuần muốn đối xử tốt với em hơn chút. Em muốn là gì thì tôi sẽ là cái đó. Quốc Bắc Thành thực sự đã thay đổi rất nhiều. Dáng vẻ của anh ấy bây giờ khiến người khác muốn hận cũng không được. Cho dù anh có giúp tôi thì hai chúng ta cũng không thể bắt đầu lại. Tôi biết. Tôi đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý. Vậy nên cũng hy vọng em đừng có gánh nặng tâm lý được chứ. Được. Quốc Bắc Thành, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi nhất định sẽ giúp em. Đi đâu vậy? Em có chút chuyện nên đi ra ngoài. Chuyện gì? Đây là chuyện riêng của em. Có phải em đi gặp Quốc Bắc Thành không? Có phải anh ta cứu em một mạng? Em lại nhớ anh ta rồi, lại muốn trở về vòng tay của anh ta. Thả em ra, anh bị điên à? Em là bạn gái anh, sau lưng lại đi gặp người đàn ông khác, em thấy có lý không? Em thành bạn gái của anh thế nào? Cần em nhắc lại cho anh nhớ không? Anh đi đi, chúng ta cần bình tĩnh lại. Quốc Bắc Thành, 20 năm trước anh cướp đi mạng sống của mẹ tôi. 20 năm sau, tôi tuyệt đối không để anh cướp đi người phụ nữ mà tôi nhìn trúng. Nào, nào uống đi. Người đàn ông râu ria xồm xoàm kia chính là Đặng Gia Hòa.
Lúc Bảo Nhi mất chỉ có 35 cân, vậy mà ông ta lại sống tốt như vậy. Đáng chứ. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tối nay anh ta nhất định sẽ mắc bẫy. Quách Bắc Thành, chẳng qua anh chỉ muốn dùng chuyện của Bảo Nhi để lôi kéo cô ấy đúng chứ? Vậy tôi sẽ không để anh được như ý đâu. Chết tiệt, là ai thế? Tự nhiên xuất hiện dọa tao một cái. Ông chủ Đặng, có người muốn gây chuyện với ông. Chuyện ông làm trước đây đã bị điều tra ra rồi. Nếu nửa đời còn lại không muốn ăn cơm tù, vậy còn không mau chạy. Cậu, sao cậu lại biết? Ông không cần nghi ngờ tôi. Chỉ là vừa hay người muốn gây rối với ông là kẻ thù của tôi, không muốn anh ta đắc ý, vậy nên có ý tốt nhắc nhở ông. Tin hay không là do ông. Ngụy tổng, hạng mục lần này hy vọng ông giúp đỡ, hợp tác vui vẻ. Có người báo rằng Đặng Gia Hòa chạy rồi. Tại sao lại như vậy? Người của anh chẳng phải trông chừng rất nghiêm ngặt sao? Kế hoạch thay đổi, chúng ta đi trước thôi. Có người báo rằng Đặng Gia Hòa chạy rồi. Sao lại vậy chứ? Người của anh chẳng phải trông chừng rất nghiêm ngặt sao? Kế hoạch thay đổi, chúng ta đi trước thôi. Xin lỗi em nhé, chuyện ngày hôm nay là do tôi làm không tốt. Có điều em cũng không nên quá lo lắng. Tôi đã liên lạc với phía cảnh sát, phong tỏa tất cả các tuyến đường rời thành phố. Trong thời gian ngắn như vậy, Đặng Gia Hòa chạy không thoát đâu. Bắt được hắn ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cảm ơn. Không có gì, em về nghỉ ngơi đi. Muộn như vậy rồi sao anh lại... Anh đến tìm em. Hôm đó, sau khi cãi nhau với em, anh cũng quay về kiểm điểm bản thân rồi. Không nên lớn tiếng với em, cũng không nên nghi ngờ em. Anh sai rồi. Tôi thực sự là có chút chuyện riêng, từng liên lạc với Quách Bắc Thành. Nhưng anh nghĩ tôi thành loại người gì rồi? Nếu tôi đã đồng ý ở bên cạnh anh thì sẽ không mập mờ với người khác. Tôi không phải người phụ nữ tùy tiện như vậy. Anh sai rồi. Anh bảo đảm sau này sẽ không vậy nữa. Chuyện này bỏ qua đi. Chúng ta làm lành, được chứ? Tại sao phải tránh? Xin lỗi. Sao lại nói xin lỗi? Quách Tây Châu, tôi thấy chúng ta không hợp. Hay là bỏ đi? Vậy hợp với ai? Hợp với Quách Bắc Thành hơn, đúng chứ? Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến Quách Bắc Thành. Tôi vốn chỉ muốn làm bạn gái giả của anh mà thôi. Tôi thừa nhận, tôi đồng ý với anh vì trước đây tôi từng bị tổn thương. Tôi quá mệt mỏi, tôi không muốn yêu người khác nữa. Tôi cũng không muốn được người khác chiều chuộng, cảm giác được người khác nhớ nhung. Anh nói anh thích tôi tin. Vậy nên tôi mới cho hai chúng ta một cơ hội. Nhưng khoảng thời gian gần đây, tôi bị anh chê trách, bị anh sỉ nhục, bị anh khống chế sự tự do. Anh với Quách Bắc Thành trước đây có gì khác nhau chứ? Dựa vào đâu mà tôi phải chịu sự sỉ nhục của các người? Nếu anh không học được sự tôn trọng, vậy thì hãy tha cho tôi. Em nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là cảm thấy anh không bằng anh ta. Nghĩ như nào tùy anh. Quan hệ giữa chúng ta đến đây kết thúc. Em nói muốn chia tay, vậy thì chia tay. Tìm Đặng Gia Hòa, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với ông ta. Được, tôi biết rồi. Giám sát ông ta, tôi lập tức đến ngay. Tiểu Tịch, đã tìm thấy Đặng Gia Hòa rồi. Nhưng vì sự an toàn của em, anh sẽ thả em xuống phía trước kia. Đợi chút.
Sao vậy? Tiểu tịch, phanh xe không ăn. Quốc Bắc Thành, Quốc Bắc Thành, Quốc Bắc Thành, Quốc Bắc Thành, anh không sao chứ? Quốc Bắc Thành, Quốc Bắc Thành, Quốc Bắc Thành, tiểu tịch, Quốc Bắc Thành. Chủ tịch tập đoàn Hắc Thị, trước đây không lâu còn làm chủ tịch. Cậu nói xem, một nhân vật lớn như cậu sao lại phải cứ đối đầu với loại người như tôi chứ? Giờ thì hay rồi, thất bại thảm hại còn rơi vào tay tôi. Đặng Gia Hòa, Quách Bắc Thành, giang sơn mà tôi vất vả bao năm mới có được lại bị cậu hủy hoại rồi, hại tôi bây giờ giống như một con chuột. Cậu nói xem, tôi nên báo đáp thế nào đây? Đây là chuyện giữa tôi và ông. Ông thả cô ấy ra. Thả cô ấy đi, tôi mặc ông xử lý. Muốn tôi thả cô ta cũng không phải không thể. Chỉ cần cậu để tôi đánh 10 gậy, tôi sẽ suy nghĩ thả cô ta. Không được, Quốc Bắc Thành, không thể đồng ý với ông ta. Được. Anh không được đồng ý với ông ta. Được. Các người làm gì vậy? Các người thả cô ấy ra. Tiểu tịch, không sao. Anh bị đánh từ bé tới lớn rồi, 10 gậy thôi không sao đâu. Tiểu tịch, tiểu tịch. Đừng mà, Quốc Bắc Thành, đừng đánh nữa. Thả tôi ra, Quốc Bắc Thành. Đừng đánh nữa, Quốc Bắc Thành, Quốc Bắc Thành. Đặng Gia Hòa, 10 gậy đã đủ. Để cô ấy đi. Vừa nãy hình như tôi nói sẽ suy nghĩ, chứ không nói thả cô ta đi. Đặng Gia Hòa, ông thật là bỉ ổi. Đặng Gia Hòa, rốt cuộc ông còn muốn gì? Nếu cậu đã quỳ rồi, tôi muốn cậu cúi lại 3 cái cho tôi. Nếu cậu đã quỳ xuống rồi, tôi muốn cậu cúi lại 3 cái cho tôi. Không thể được, không thể được, Quốc Bắc Thành. Được. Quốc Bắc Thành, không thể được. Anh là Quốc Bắc Thành, sao lại có thể quỳ trước mặt ông ta chứ? Dựa vào đâu? Mặc dù anh là Quách Bắc Thành, nhưng trước mặt người phụ nữ mà anh yêu, anh chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Đừng mà. Quá ra chỉ là đồ bỏ đi. Thật vô nghĩa. Tôi chơi đủ rồi. Đến cậu rồi. Quốc Tây Châu. Là tôi. Sao nào, em sẽ không cho rằng anh là người tốt đấy chứ? Tại sao? Anh cũng muốn biết tại sao lại đến bước này rồi. Có lẽ là từ khi em vì Quách Bắc Thành mà rời xa anh, đã quyết định kết quả như vậy rồi. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Nếu em đã không từ bỏ được anh ta, vậy anh sẽ ở trước mặt em giết chết anh ta. Sau đó nhốt em lại,
em sẽ mãi mãi không rời xa anh. Không, không được giết anh đấy. Quắc Bắc Thành, 20 năm trước anh cướp đi mạng sống của mẹ tôi, 20 năm sau anh lại cướp người tôi yêu. Anh trai, hôm nay nợ cũ thù mới, tính một thể luôn đi. Tây Châu, cảm ơn anh đã cho em thấy rõ được nội tâm của bản thân. Hóa ra người trước giờ em yêu vẫn luôn là anh. Quắc tổng, Cố tiểu thư, Quắc tổng, hai người sao rồi? Quắc tổng, Nhị thiếu, cậu thật khiến người khác thất vọng. Những năm nay, nếu không phải cậu hết lần này đến lần khác tìm cái chết, Quắc thiếu hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn cậu, thì có Quắc Tây Châu cậu hôm nay không? Cậu động não suy nghĩ đi. Nhìn xem Quắc tổng như này, có thể là hung thủ giết mẹ cậu sao? Tập tài liệu này lần trước đây tìm thấy trong phòng sách của chủ tịch, cậu tự mình xem đi, có tin hay không là do cậu. Quắc tổng, Quắc Bắc Thành, Cố tiểu thư, cô tỉnh rồi. Cô đừng vội, anh Quắc nằm bên giường bệnh cạnh cô đây. Anh ấy không sao chứ? Anh Quắc bị thương nặng hơn cô, nhưng cô đừng lo, đã qua thời gian nguy hiểm rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Có thể ghép giường bệnh của hai chúng tôi lại với nhau không? Tôi muốn gần anh ấy chút. Tiểu Tịch, Quắc Bắc Thành, anh tỉnh rồi. Tiểu Tịch, anh đang nằm mơ sao? Chỉ có trong mơ em mới gần anh như vậy. Có cảm giác không? Có. Tay của em rất ấm, mềm. Quắc Bắc Thành, đây không phải là mơ. Em biết môi trường sống từ khi còn nhỏ của anh có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của anh. Có lẽ cả đời này anh sẽ không trở thành người ấm áp chu đáo hoàn hảo, nhưng em vẫn rất thích anh, chỉ đành khoan dung thôi. Tiểu Tịch, ý em là Quắc Bắc Thành, em không muốn tự lừa dối bản thân nữa. Mặc dù anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh. Chúng ta ở bên nhau đi được không? Được. Tiểu Tịch, anh yêu em từ đầu đến cuối. Người anh yêu chỉ có em, Cố Nhan Tịch. Quắc Bắc Thành, quả táo anh gọt này cũng xấu quá đi thôi, ruột cũng không còn lại bao nhiêu. Vậy để anh cố gắng sửa. Chỉ cần em thích, anh đều cố gắng sửa. Em không thích, anh sẽ cố gắng sửa. Sau này anh sẽ không để em chịu tổn thương, nhất định sẽ không lặp lại nữa. Ai mà biết có phải là nói những lời dễ nghe để dỗ dành em không chứ? Trước đây anh còn nói cả đời này chỉ yêu mình em, vậy Lâm Vũ Nhu là gì chứ? Chuyện này anh cũng cần giải thích chút. Mẹ của Vũ Nhu là quản gia của Nam Nguyễn. Tình trạng của mẹ anh chắc em cũng biết. Bà ấy mà phát điên thì không nhận ra ai. Sau đó có một lần, trong lúc bà ấy phát điên,
Bà ấy không cẩn thận đã hại chết mẹ của Vũ Nhu. Anh và Vũ Nhu đã lớn lên cùng nhau. Trong những ngày tháng tối tăm mù mịt đó của anh, cô ấy là người bạn duy nhất của anh. Là gia đình tôi có lỗi với cậu. Tôi sẽ lấy cậu, chăm sóc cậu cả đời. Vậy nên sau khi việc đó xảy ra, anh cảm thấy hổ thẹn với cô ấy. Hơn nữa anh cũng không hiểu thế nào là yêu. Anh chỉ muốn dùng thân phận bà quát của Vũ Nhu để đổi lấy chút thanh thản. Nhưng sau này khi em xuất hiện, Quốc Thiếu xin chào, tôi tên là Cố Văn Tịch. Anh bị em thu hút, nhưng anh lại không dám thừa nhận. Anh cũng đã nói rất nhiều, rất nhiều lời làm tổn thương em, làm rất nhiều chuyện làm tổn thương em. Xin lỗi em. Được rồi, đều đã qua rồi. Quốc Tổng, hôm nay vụ án bắt cóc đã được phán quyết rồi. Nhị Thiếu đề nghị muốn gặp anh. Mẹ em thật sự không phải do anh giết. Tài liệu đó chẳng phải cậu đã xem rồi sao? Vậy sao ông ấy lại muốn giấu sự thật? Sao lại nói do anh giết? Vì ông ta là một kẻ điên. Ông ta tự đau nên muốn tất cả mọi người đau khổ với ông ta. Rõ ràng ông ta biết sự thật, nhưng ông ta lại lừa cậu. Sau cùng lừa cả bản thân mình. Nực cười không? Thật không ngờ sự thật lại thế này. Em hy vọng, bất kể nói như thế nào, năm đó mẹ cậu quả thật đã thả tôi đi. Vậy nên mới dẫn đến việc bọn cướp trả thù. Tôi nhận tấm chân tình này. Vậy nên những năm qua tôi đã nhường nhịn cậu rất nhiều. Nhưng đến đây thôi, món nợ tôi nợ hai mẹ con cậu đã trả hết rồi. Cậu tự chăm sóc bản thân đi, Tiểu Tịch. Quách Bắc Thành, Cố tiểu thư thật xinh đẹp. À không phải, Quách phu nhân. Cô là cô dâu xinh đẹp nhất tôi từng gặp kể từ khi tôi bước chân vào nghề. Thật xinh đẹp. Bà Quách, em chuẩn bị xong chưa? Em vừa trang điểm xong bị anh hôn hết phấn rồi. Bà Quách thật hung dữ mà. Vẫn chưa kết hôn mà anh đã thấy cuộc sống nửa đời sau của anh rồi. Sao nào, anh hối hận rồi? Sao có thể chứ. Là do anh cầu nguyện cực khổ mới có được. Anh còn muốn nâng niu em như tiên nữ. Lẻo mồm lẻo mép. Các vị khách quý, chúng ta xin mời cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường. Tiểu Tịch, cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh. Hai chúng ta đã từng trải qua rất nhiều, cũng bỏ lỡ nhau quá nhiều. Anh nhất định sẽ yêu em hơn nữa. Em chính là báu vật mà ông trời ban tặng cho anh. Anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh quyết tâm yêu em. Quách tiên sinh, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. It's what you're doing, making me feel.